Sáng ngày 24 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 đồng phạm liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan. Trong số 50 bị cáo Lê Văn Tuấn, cựu kiểm toán viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Kế toán Hà Nội, CBA Hà Nội, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, HOS, bán cổ phiếu chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng của 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán. Ngày hôm qua 23 tháng 7, bị cáo Tuấn là người duy nhất thay đổi lời khai so với giai đoạn điều tra. Về sai phạm được nêu trong cáo trạng, bị cáo Tuấn đổ thừa cho bị cáo Nguyễn Ngọc Tĩnh, cựu chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc CBA Hà Nội là người chỉ đạo nên bị cáo mới ký. Bị cáo Tuấn còn cho biết, bị cáo Tĩnh đã hướng dẫn mình khai như thế nào khi làm việc với cơ quan điều tra. Trong vụ án này, bị cáo Tĩnh cũng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa, đối chất với bị cáo Tuấn, bị cáo Tĩnh cho biết mình là người đề nghị bổ sung bị cáo Tuấn vào nhóm kiểm toán vì Tuấn giới thiệu khách cho công ty. Bị cáo Tĩnh khẳng định, bị cáo không hề gây sức ép hay chỉ đạo bị cáo Tuấn phải ký báo cáo kiểm toán. Bị cáo Tĩnh cũng phủ nhận hướng dẫn bị cáo Tuấn khai như thế nào nếu cơ quan điều tra hỏi. Để chứng minh cho lời khai, bị cáo Tĩnh đã nêu tên một số người làm chứng sự việc này. Tại tòa, bị cáo Tĩnh cam kết, báo cáo kiểm toán tài chính của công ty Faros do CBA Hà Nội ký ban hành là có sự đồng thuận của các thành viên trong nhóm kiểm toán, trong đó có bị cáo Tuấn. Sáng cùng ngày, tham gia xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát công bố các lời khai của bị cáo Lê Văn Tuấn trong quá trình điều tra vụ án. Trong các lời khai, bị cáo Tuấn thừa nhận, chữ ký và chữ viết của mình trong báo cáo kiểm toán tài chính liên quan đến công ty Faros là đúng. Hai nhân chứng được hội đồng xét xử triệu tập đến phiên tòa là ông Lê Văn Giò, sinh năm 1960, trú tại phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cựu nhân viên CBA Hà Nội, và bà Trần Thị Linh, sinh năm 1977, trú tại tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Cựu nhân viên CBA Hà Nội đều khẳng định với hội đồng xét xử về việc bị cáo Tuấn tham gia vào việc kiểm toán tài chính tại công ty Faros. Khi trao đổi công việc với họ, bị cáo Tuấn biết việc báo cáo kiểm toán tài chính ở công ty Faros không đủ điều kiện. Sáng cùng ngày, quá trình xét hỏi bị cáo Tuấn, tòa đã thông báo vợ bị cáo có đơn và biên lai, đã nộp 20 triệu đồng cho cơ quan thi hành án để khắc phục hậu quả thay bị cáo. Hội đồng xét xử hỏi, bị cáo Tuấn cho biết, đây là tiền gì? Bị cáo Tuấn trả lời, trong thời gian làm việc tại CBA Hà Nội liên quan việc kiểm toán tài chính của công ty Faros, bị cáo được trả công 20 triệu đồng. Vì thế, bị cáo đã nói với vợ bị cáo nộp lại số tiền này để khắc phục hậu quả. CBA Hà Nội đã nộp lại toàn bộ số tiền được hưởng lợi từ kiểm toán tài chính của công ty Faros. Vậy bị cáo có đề nghị nhận lại số tiền 20 triệu đồng do vợ bị cáo đã nộp? Chủ tọa hỏi. Trước câu hỏi này, bị cáo Lê Văn Tuấn ngập ngừng giây lát rồi đề nghị được trả lại số tiền 20 triệu đồng mà vợ bị cáo đã nộp. Chủ tọa phiên tòa ghi nhận đề nghị này của bị cáo.